Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Lan, vừa phát trực tiếp livestream trên Facebook, ấm ức khóc đứt nở, khẳng định đã bị tư vấn mập mờ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Theo lời chia sẻ, thì vào 3 năm trước, cô đã mua bảo hiểm cho mình và con trai với tổng phí là 700 triệu đồng một năm, tức là đóng hơn 30.000 đô la. Do tin tưởng người tư vấn, nên cô đã ký hợp đồng và nghĩ rằng sau 10 năm thì sẽ nhận cộng gốc và lãi sẽ là 10 tỷ đồng, là bao gồm 9 tỷ đồng tiền gốc và 3 tỷ đồng tiền lãi cộng thêm. Tuy nhiên, mãi gần đây thì cô mới bàng hoàng biết thêm thông tin là nếu đóng đến năm thứ 10 thì số tiền có thể ít hơn 7 tỷ đồng tiền gốc chứ không cao như tư vấn ban đầu. Nói chuyện với lại Tuổi Trẻ Online thì nữ diễn viên này cho biết là đã đóng tổng cộng 3 năm là 2.1 tỷ đồng, tức là gần 100.000 đô la. Năm nay là năm thứ 4, nếu đóng tiếp thì số tiền nộp vào công ty bảo hiểm sẽ là 2.8 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi cô bắt đầu hoang mang về số tiền mình đóng cũng như là nhận, cô đã đến công ty bảo hiểm để làm rõ sự việc, thì cô vẫn không nhận được lời giải thích một cách rõ ràng để hiểu đúng về thời hạn hợp đồng và thời gian đóng phí bảo hiểm, khiến cho cô nghĩ rằng bắt buộc phải đóng đến tận 74 năm. Ngoài ra, thì diễn viên Ngọc Lan cũng cho rằng hợp đồng bảo hiểm được thiết kế không đúng nhu cầu của bản thân. Bởi vì ngoài sản phẩm chính còn có sản phẩm phụ, phí bị mất theo từng năm. Do là người nổi tiếng nên livestream của nữ diễn viên này được người xem đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những lời bình luận cảm thông, chia sẻ, cũng có không ít lời trách cứ về sự lười biếng, không chịu đọc hợp đồng trước khi ký của cô. Đặc biệt, có một quản lý thuộc công ty bảo hiểm còn cho rằng diễn viên Ngọc Lan là hồ đồ, thiếu hiểu biết khi có những chia sẻ trong livestream của cô. Liên quan đến nhận xét này, thì hôm 10 tháng 4, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife chính thức lên tiếng. Cụ thể, phía công ty bảo hiểm nhân thọ cho biết là vừa qua có ghi nhận được thông tin về phát ngôn của một quản lý kinh doanh thuộc kênh đại lý của Manulife Việt Nam đối với một diễn viên là khách hàng của công ty MV Life, tức là Aviva Việt Nam trước đây. Chúng tôi xin được chia sẻ rằng công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc thông báo nào liên quan đến khách hàng của công ty MVI Life. Công ty chúng tôi cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào đại diện cho Manulife Việt Nam phát ngôn về vấn đề này. Do đó, Manulife khẳng định những phát ngôn của các cá nhân không đại diện cho quan điểm và giá trị của công ty. Đồng thời cho biết, chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng nào mà tình huống này có thể đã gây ra. Manulife Việt Nam luôn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tối ưu và duy trì tính chính trực của thương hiệu. Tuy nhiên, sự việc này dường như chưa dừng lại, bởi trong chiều ngày 10 tháng 4, thì Bộ Tài chánh đã ra thông cáo báo chí cho biết là bộ này đã có công văn gửi cho công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI yêu cầu rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với diễn viên Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm, việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI phải báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm trong ngày 11 tháng 4. Đồng thời, Bộ Tài chánh cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Yêu cầu đại lý tư vấn giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm, xem xét trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, thì Bộ Tài chánh cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI chủ động làm việc giải quyết khiếu nại của khách hàng và có phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí về vụ việc này.